bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện phép toán trừ trong phạm vi 4 theo cách truyền thống nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. Đầu tiên, để thực hiện phép tính trừ theo cách truyền thống, chúng ta sẽ thực hiện trên hai bàn tay. Do đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại hai bàn tay của mình nhé. Tay đâu nào? Các bé ơi, hãy giơ hai bàn tay lên cho cô nhé. Đây là hai bàn tay của chúng ta. Tay trái và tay phải. Các bé đã nhận thấy điều gì nhỉ? À, trên mỗi bàn tay của chúng ta đều có 5 ngón tay. Như vậy, hai bàn tay của chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 ngón tay. Bài học ngày hôm nay, chúng ta thực hiện phép trừ trong phạm vi 4. Do đó, chúng ta chỉ cần sử dụng một bàn tay. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phép toán nhé. Cô có 1 tương đương với 1 ngón tay. Các bé hãy giơ 1 ngón tay của mình lên nào. Rồi, giơ 1 ngón tay lên nhé. Bây giờ cô trừ đi 1, tức là các bé sẽ cụp ngón tay của mình xuống. Ở đây cô sẽ che ngón tay đi. Như vậy chúng ta còn mấy ngón tay nào? À, còn 0 ngón tay. Vậy là của chúng ta sẽ là 1 trừ 1 bằng 0. Tiếp theo, cô có phép toán sau: 2 trừ 1 bằng bao nhiêu nào? Bây giờ chúng ta cũng thực hiện đưa ngón tay của mình lên và làm phép trừ nhé. Cô có 2 tương đương với 2 ngón tay, tức là chúng ta sẽ giơ 2 ngón tay của mình lên. Cô trừ đi 1, có nghĩa là chúng ta sẽ cụp 1 ngón tay của mình xuống. Ở đây cô sẽ che lại 1 ngón tay. Như vậy là 2 ngón tay trừ đi 1 ngón tay sẽ còn 1 ngón tay. Như vậy kết quả sẽ là 2 trừ 1 bằng 1. Tiếp theo, cô có phép toán sau: 3 trừ 2. Cô đổ các bé bằng bao nhiêu nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện phép toán này nhé. Cô có 3 tương đương với 3 ngón tay. Các bé hãy đưa 3 ngón tay của mình lên nào. Bây giờ cô trừ đi 2, là chúng ta sẽ cụp ngón tay của mình xuống. Ở đây cô sẽ che đi 2 ngón tay của mình. Vậy là
ba ngón tay mà trừ đi hai ngón tay thì còn một ngón tay. Vậy chúng ta sẽ có đáp án là 3 trừ 2 bằng 1. Tiếp theo, cô có phép tính sau. 3 trừ 1, cô đố các bé bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện phép tính trên bàn tay của mình nhé. Cô có 3 sẽ tương đương với 3 ngón tay. Các bé hãy đưa bàn tay của mình lên nhé. Cô trừ đi 1 ngón tay, có nghĩa là chúng ta sẽ cụp 1 ngón tay của mình xuống. Ở đây cô sẽ che đi 1 ngón tay. Như vậy là 3 ngón tay mà trừ đi 1 ngón tay thì sẽ còn 2 ngón tay, tương đương với phép tính là 3 trừ 1 bằng 2. Tiếp theo, cô có phép tính sau. Cô có 4 trừ 1. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Bây giờ chúng ta hãy thực hiện trên một bàn tay của mình nhé. Cô có 4 sẽ tương đương với 4 ngón tay. Các bé hãy giơ 4 ngón tay của mình lên nhé. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi 1 ngón tay, tức là chúng ta sẽ cụp 1 ngón tay của mình lại. Ở đây cô sẽ che đi 1 ngón tay. Như vậy là 4 ngón tay trừ đi 1 ngón tay, chúng ta sẽ còn 1, 2, 3 ngón tay, đúng không nào? Vậy là đáp án của chúng ta sẽ là 4 trừ 1 bằng 3. Tiếp theo, cô có phép tính sau. Cô có 4 trừ 2. Cô đố các bé bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta cũng thực hiện trên bàn tay của mình nhé. Đầu tiên, cô có 4 sẽ tương đương với 4 ngón tay. Các bé hãy đưa 4 ngón tay của mình lên nào. Sau đó, cô trừ đi 2 ngón tay, tức là chúng ta sẽ cụp 2 ngón tay của mình lại. Ở đây, cô sẽ che đi 2 ngón tay. Như vậy, 4 ngón tay mà trừ đi 2 ngón tay thì chúng ta sẽ còn 1, 2, chúng ta sẽ còn 2 ngón tay. Như vậy, đáp án của phép tính 4 trừ 2 sẽ bằng 2. Tiếp theo, cô có phép tính sau. Cô có 4 trừ 3. Cô đố các bé bằng bao nhiêu? Này nhé. Đầu tiên, cô có 4 sẽ tương đương với 4 ngón tay. Các bé hãy đưa 4 ngón tay của mình lên nào. Bây giờ cô trừ đi 3, có nghĩa là chúng ta sẽ cụp lại 3 ngón tay của mình. Ở đây cô sẽ che đi 3 ngón tay. Như vậy là 4 ngón tay mà trừ đi 3 ngón tay thì chúng ta sẽ còn 1 ngón tay. Vậy là đáp án của phép tính
4 trừ 3 sẽ bằng 1. Bé ơi, các bé có thấy dễ hiểu không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Ôn tập. Cô có 1 trừ 1. Cô đố các bé bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ giơ ngón tay của mình lên nhé. Giơ một ngón tay lên, trừ đi 1 là chúng ta sẽ cụp lại một ngón tay. Như vậy là còn 0 ngón tay. Vậy đáp án sẽ là 1 trừ 1 bằng 0. Tiếp theo, cô có 2 trừ 1. Các bạn hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Nào, chúng ta sẽ giơ 2 ngón tay lên, sau đó cụp lại 1 ngón tay. Vậy là 2 trừ 1 sẽ bằng 1. Tiếp theo, cô có 3 trừ 2. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Bây giờ, chúng ta đưa 3 ngón tay lên nhé. Sau đó, chúng ta sẽ cụp lại 2 ngón tay. Vậy là chúng ta sẽ còn 1 ngón tay. Vậy là 3 trừ 2 bằng 1. Tiếp theo, cô có 3, 1. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Đầu tiên, giơ 3 ngón tay lên, sau đó trừ đi 1 là chúng ta sẽ cụp lại 1 ngón tay. Vậy là trên bàn tay của chúng ta sẽ còn 2 ngón tay. Vậy đáp án là 3 trừ 1 bằng 2. Tiếp theo, cô có 4 trừ 1. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Tương tự như các câu trước, chúng ta cũng giơ 4 ngón tay lên, sau đó cụp lại 1 ngón tay. Vậy là chúng ta sẽ còn 3 ngón tay. Vậy là đáp án của chúng ta sẽ là 4 trừ 1 bằng 3. Tiếp theo, cô có 4 trừ 2. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Đầu tiên, sẽ giơ 4 ngón tay lên, sau đó cụp lại 2 ngón tay. Vậy là chúng ta sẽ còn 2 ngón tay. Đáp án sẽ là 4 trừ 2 bằng 2. Tiếp theo, cô có 4 trừ 3. Cô đố các bé bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ giơ ngón tay lên, sau đó cụp lại 3 ngón tay. Vậy là chúng ta chỉ còn 1 ngón tay trên bàn tay. Vậy đáp án sẽ là 4 trừ 3 bằng 1. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!